Chắc có lẽ hôm qua giờ thì chúng ta cũng được lắng nghe luật sư Trương Thị Hòa, rồi MC Hạnh Phúc, rồi đạo diễn Xuân Hồng cũng nhắc nhiều vấn đề về cái vai trò, cái nhiệm vụ của người dẫn chương trình, phải không? Bây giờ ông thầy này mà nhắc lại nữa nó trùng lặp nhiều lắm. Cho nên bây giờ muốn học lại những cái gì mà quý thầy cô đã tiếp nhận hôm qua giờ. Thứ nhất là vai trò của người dẫn chương trình, phải không? Vai trò của người dẫn chương trình là gồm những vai trò gì thưa quý thầy cô? Ai có thể lên nói giùm? Thứ nhất là gì? À, điều khiển chương trình phải không ạ? À, vâng, điều khiển chương trình. Rồi gì nữa ạ? Giới thiệu chương trình. Giới thiệu chương trình. Rồi gì nữa ạ? Làm chủ chương trình. Còn gì nữa không ạ? Truyền tải thông điệp. Có nghĩa là cái truyền tải thông điệp, cái thổi hồn vào trong buổi lễ nó thuộc về cái đây nè. Giới thiệu chương trình là gì? Là giới thiệu tất cả những cái thông tin, những sự kiện, gửi một cái thông điệp cho người ta biết. Đây là sự kiện gì, lễ hội gì và tầm quan trọng nó như thế nào, phải không? Hầu hết người ta nói vai trò của người dẫn chương trình đó là như thế này. Và hình như là sáng nay nghe một cái nữa là diễn viên đặc biệt nữa, phải không? Diễn viên đặc biệt. Chúng ta nhớ có một số mấy yếu tố nữa mà cần phải nhấn mạnh thêm cái vai trò. Vai trò của người dẫn chương trình là phải có trách nhiệm biên tập chương trình. Biên tập chương trình. Cái gì nữa? Là phát ngôn viên. Là cái gì nữa? À, là sướng ngôn viên. Quý thầy, quý sư cô đã hiểu khái quát rồi. Nhưng nó có một vài cái để cần phải làm sáng tỏ thêm là người điều khiển chương trình nhưng mà cần phải làm chủ chương trình nữa. Có những người điều khiển được chương trình nhưng mà không làm chủ được chương trình, bị động chương trình. Một điều rất rõ ngày hôm qua, anh Hạnh Phúc mời một thầy lên. Cuối cùng là anh Hạnh Phúc là người khách thôi, nhưng ảnh trở thành một người chủ và ảnh dí ông chủ nhà quá trời quá đất luôn. Ông chủ nhà lúc bây giờ chỉ lo chống đỡ chứ không có giải quyết được vấn đề. Cái này không có làm chủ được. Không làm chủ được. Giới thiệu chương trình là giới thiệu những cái thông tin trong cuộc lễ. Những thông tin đó là được hỏi, được gọi, được hiểu nó như là tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự, vân vân. Nhưng mà đặc biệt trong Phật giáo của chúng ta, việc đầu tiên một lễ hội phải làm là gì? Niệm Phật. Tại sao một chương trình ta phải niệm Phật? Bất cứ là một lễ hội gì, ở chùa hợp chúng, ở quận họp ban trị sự, ở thành phố, ở trung ương, chuyện họp chuyện lớn chuyện nhỏ phải đều phải niệm Phật hết. Chúng ta hình dung là chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật để Đức Phật gia hộ cho chúng ta. Nhưng chúng ta hiểu thêm một điều nữa là làm gì làm nhưng mà phải nói lời Phật nói, làm việc Phật làm. Trong cuộc họp không tránh lời qua tiếng lại,
không tránh mâu thuẫn, không tránh những cái bức xúc có thể xảy ra. Câu niệm Phật đầu tiên để nhắc nhở chúng ta hãy nhớ nói lời Phật nói và làm việc Phật làm. Niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để Đức Bổn Sư gia hộ cho chúng ta Phật sự viên thành. Đây là một sự cầu nguyện, là một ước nguyện thôi, nhưng là để nhắc nhở chúng ta là này, hãy nhớ là đang làm việc Phật đó nghe. Việc Phật gọi là cái gì? Việc Phật cho nên mới gọi là Phật sự. Mà giờ nếu mà sân trỗi lên, si trỗi lên, đó là cái gì sự? Ừ, đâu còn Phật sự nữa, phải không? Cho nên câu niệm Phật đầu tiên là hãy nhớ chúng ta làm Phật sự, nói lời Phật nói, làm việc Phật làm. Ngay trong cái thưa, cái hỏi của chúng ta, nhiều cái MC vui lắm. Nhiều MC vui lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch. Chi nhiều vậy? Xin lỗi là không niệm luôn. Kính bạch. Ngay cái đầu tiên chúng ta đã là niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Hãy nhớ điều đó. Trong cái phần giới thiệu chương trình này đó, có một cái lời tuyên bố lý do. Không biết làm sao mà cái diễn văn khai mạc nó nằm hết trong cái tuyên bố lý do á. Cái báo cáo tổng kết nó nằm hết ở trong cái tuyên bố lý do á. Cho nên rồi cái nói hết tuyên bố lý do rồi mời lên phát biểu khai mạc, ông trưởng ban tổ chức ông không biết nói gì nữa hết á. Khi mà chúng ta dẫn chương trình một lễ hội, chúng ta được ban tổ chức gửi cho cái diễn văn khai mạc, gửi cho báo cáo tổng kết là được coi là để tham khảo. Chúng ta ôm chúng ta bỏ hết vô trong cái tuyên bố lý do. Rồi ngay cả trong cái báo cáo cũng vậy. Kính bạch Chư Tôn Đức, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính, tọa đàm nghệ thuật diễn thuyết Phật giáo và hội nghị tổng kết Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong 3 ngày trôi qua, đã có trên 400 đại biểu về tham dự, gồm có những giảng sư Hòa Thượng Thích Lệ Trang, Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Thượng Tọa Thích Đức Lợi, Hòa Thượng Thích Bửu Chính. Cũng đã rất vinh dự mời được luật sư Trương Thị Hòa, MC Hạnh Phúc, MC Xuân Hồng. Khóa học đã nghiêm túc thực hiện và mỗi ngày học ở tại tu viện Khánh An và có xe đưa đón về khách sạn nghỉ. Chư Ni ở bên khách sạn Hoàng Yến và Chư Tăng ở bên khách sạn Dình Ký. Và sau đây xin mời Thầy Chánh Thư Ký lên báo cáo tổng kết khóa học. Thưa quản như ông làm luôn đi cho rồi chứ mời tôi làm chi nữa. Gom hết nói hết. Nói hết. Kính bạch Chư Tôn Đức, mẹ mãi muôn đời mẹ của con, dù Nam Hải cạn Thái Sơn mòn, trái tim in bóng thời thơ mộng, tuổi ngọc ngà bên vương lít về lệ son. Mẹ một đời đã lao nhọc, đã khổ sở, và Đức Phật đã dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Là người đệ tử Phật phải biết tôn trọng chữ hiếu. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mẹ, của cha, những khi mái tóc của mẹ già đã bạc trắng, chính là mái tóc xanh của con được sanh ra. Mắt mẹ mờ đi thì mắt con được sáng ngời theo năm tháng. Chân tay mẹ mòn mỏi để rồi con được khỏe ra, con được vững chãi trên đường đời. Tất cả mẹ đã hy sinh cho con trên cuộc đời rồi, bao tháng năm thế rồi một cơn vô thường ập đến, mẹ đã qua đời. Hôm nay tín chủ gì đó, và xin mời tín chủ dâng lời tắc bạch. Ông bạch luôn đi cho rồi, ông mời tôi chi nữa. Hãy nhớ chỗ đó. Tuyên bố lý do.
giới thiệu thành phần tham dự. Xin thưa đại chúng, trong một cái sự kiện lễ hội, giới thiệu thành phần tham dự để làm gì? Xin một cánh tay giơ lên. Giới thiệu thành phần tham dự để làm gì? Quý thầy cô ai cũng biết hết mà ai cũng giấu, không chịu nói. Để làm gì? Thứ nhất là để bày tỏ sự tôn kính, trọng thị nhân vật đó. Một nhân vật xuất hiện là để giới thiệu, bày tỏ sự tôn kính, thể hiện sự trọng thị. Một nhân vật lãnh đạo như thế, công đức như thế, đạo phong tỏa sáng như thế, mà đến không ai biết hết, không nói được một câu, không chào được một lời, đâu có được. Cho nên bày tỏ sự tôn kính và trọng thị. Và thứ hai là cái gì? Thứ hai là cái gì? Thầy Nhuận Trường. Dạ mô Phật. Kính bạch thầy cùng chư tôn đức. Thưa thầy, con trả lời câu hỏi của thầy là ngoài tôn kính và trọng thị đối với chư vị tôn túc, thì còn phần nữa là chúng ta giới thiệu cho tất cả mọi người cùng biết những nhân vật có mặt hôm nay. Giới thiệu cho mọi người cùng biết nhân vật có mặt. Dạ đúng rồi. Dạ còn gì nữa không? Rồi cảm ơn thầy. Dạ. Giới thiệu cho mọi người cùng biết là nhân vật đó có mặt ở tại đây. Nhưng giới thiệu cho mọi người cùng biết nhân vật đó, nó nói lên gì? Tính chất, giá trị của cuộc lễ. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quý vị thấy cuộc lễ quan trọng không? Một vị đứng đầu Hội đồng Trị sự mà có mặt ở đây, nó nói lên cái tính chất quan trọng của cái sự kiện này. Chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Cái cấp nó xuống một chút, phải không? Cái người cao nhất để chứng minh cho sự kiện này, mà chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng trưởng ban một ban gì đó, tính chất nó xuống thêm một chút nữa. Cho nên sự hiện diện của những con người nắm giữ vai trò, nó nói lên cái giá trị của buổi lễ. Có những buổi lễ có 30 người, 50 người. Cuộc lễ này khủng khiếp thiệt á nha. Có Hòa Thượng Phó Chủ tịch ở Trung ương xuống, nguyên cái dàn lãnh đạo của thành phố có mặt hết. Có những cuộc lễ 3.000 người, 4.000 người, ai chứng minh? Cái Hòa Thượng Viện Chủ chùa nào đó, tính chất nó khác liền. Cho nên cái giới thiệu thành phần tham dự, thứ nhất là bày tỏ sự tôn kính trọng thị, và thứ hai là nói lên giá trị của cuộc lễ. Và chúng ta nên giới thiệu như thế nào? Ta biết trong giáo hội chúng ta là có hai hội đồng, phải không? Thứ nhất là hội đồng chứng minh, thứ hai là hội đồng trị sự. Đứng đầu hội đồng chứng minh là Đức Pháp Chủ và các Phó Pháp Chủ và Chánh Thư Ký, Ủy viên Thường Trực và các thành viên. Đứng đầu hội đồng trị sự là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thư Ký, Ủy viên Thường Trực, các Ủy viên và Dự khuyết. Đây
đặc biệt đối với Đức Pháp Chủ là chúng ta phải cung kính giới thiệu là Đức Pháp Chủ. Một vài nơi chúng ta lạm dụng cái từ Đức Hòa Thượng trụ trì chùa gì đó, Đức Hòa Thượng trưởng ban trị sự quận gì đó. Đức là Đức Thế Tôn. Đức là một nhà lãnh đạo tinh thần tối cao. Ở trong kinh A Hàm á, Pháp Chủ là Đức Thế Tôn á. Đôi khi chúng ta có những cái lạm dụng. Hiện nay chưa có một quy định cụ thể nào hết á, nhưng mà theo cảm hứng, có khi thì chúng ta giới thiệu Đại Lão Hòa Thượng, có khi chúng ta lại giới thiệu là Trưởng Lão Hòa Thượng. Chúng ta hiểu nôm na là cỡ như là Hòa Thượng mà trên 60 là Hòa Thượng bình thường, mà trên 70 là Đại Lão Hòa Thượng, hoặc có khi là Trưởng Lão Hòa Thượng. Thực ra giáo hội cũng chưa có quy định, nhưng mà bày tỏ sự tôn kính. Và chúng tôi được biết là từ trước tới bây giờ là cái từ Đại Lão phổ thông hơn. Trưởng Lão xuất hiện khoảng mấy năm trở lại thôi. Từ trước tới giờ mấy mươi năm chúng tôi dẫn chương trình là Đại Lão Hòa Thượng. Cách đây mấy năm dẫn chương trình tang lễ Hòa Thượng Chân Thiện, chúng tôi cũng giới thiệu là cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Thiện. Có một bậc tôn túc tới nhắc nhở là Thượng Tọa giới thiệu là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chân Thiện dùm cái. Tôi hỏi, ủa sao vậy? Thì một cái vị tôn đức đó nói rằng là ở cái xứ Huế này, cái từ Đại Lão là dành riêng cho Ôn Trí Quang. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng là Ôn Trí Quang, cho nên vì vậy mà tất cả các Hòa Thượng khác đổi lại là Trưởng Lão. Thì thôi thì mình biết thế. Đại Lão là một cái cội bồ đề to, mà Trưởng Lão là một cái bậc trưởng thượng, cũng vậy thôi. Một số sách vở thì Ôn Trí Quang hay ghi là thượng nhân, nhưng mà từ đó thì tất nhiên trước đó nó cũng có cái từ Trưởng Lão, nhưng mà ở xứ Huế nhắc nhở người dẫn chương trình là nên gọi là Trưởng Lão, còn từ Đại Lão dành cho Ôn Trí Quang. Còn hiện nay thì chúng ta chưa có cái quy định này. Có một điều để thưa với quý tôn đức là chúng ta hãy phân biệt cái chữ là trị sự với tri sự. Cho đến giờ phút này giáo hội thành lập ngót 40 năm, gần 40 năm, vẫn có người nói là hội đồng tri sự. Vẫn có người nói là hội đồng tri sự. Tri là biết, tri sự là biết việc, là một cái vị biết việc, một người quản, một cái vị điều hành ở trong một cái ngôi chùa. Cái người quản gia gọi là tri sự, còn trị sự ở đây là quản lý, điều hành. Chúng ta vẫn chưa thuộc hết được cái trị sự với cái tri sự, đôi khi chúng ta lại nói nhầm. Điều thứ ba nữa để thưa với quý tôn đức là giới thiệu hoàn toàn khác với điểm danh. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, tất nhiên là 5-7 vị phó rồi đó. Chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Trưởng Ban Kinh tế, rồi Văn hóa, rồi Hoằng pháp, rồi Từ thiện, rồi Tăng sự, rồi Hướng dẫn Phật tử, rồi Truyền thông, rồi vân vân. Rồi chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Phó Ban Văn hóa, Phó Ban Hoằng pháp, Phó Ban Từ thiện, Phó Ban Kinh tế, Phó Ban Kiểm soát, Phó Ban gì vậy. Rồi chúng con cung kính giới thiệu là Đại Đức, coi như là Ủy viên Kiểm soát, Ủy viên Văn hóa, Ủy viên Từ thiện, Ủy viên Tài chính, Ủy viên Phật giáo Quốc tế, Ủy viên Pháp chế, vân vân. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tọa ở cái quận gì đó, rồi ở cái xã gì đó, rồi ở cái phường gì đó, rồi cung kính giới thiệu cái Thượng Tọa trụ trì gì đó, phó trụ trì chùa gì đó, rồi cái tri sự chùa gì đó. Mất hết 45 phút của người ta.
hãy nhớ là giới thiệu, là bày tỏ sự trọng thị. Nhưng mà chúng ta điểm danh, chúng ta điểm danh. Tất nhiên, nói cho cũng rồi, tôi cũng thông cảm, cũng áp lực cho những người dẫn chương trình lắm. Không giới thiệu xuống không biết. Nhưng mà chúng ta phải làm cho đúng chức năng. Hãy vì cái chung, hãy vì cái chung. Chúng ta nên giới thiệu những người lãnh đạo tối cao và những người ở cấp cao, bởi vì đây là đại diện cho tổ chức. Người đứng đầu tổ chức là đã bao quát hết rồi. Về cơ quan lãnh đạo nhà nước thì chúng ta thấy cấp cao nhất là cái gì? Cao nhất là cái gì? Đảng. Rồi gì nữa? Nhà nước. Phải không? Rồi gì nữa? Mặt trận Tổ quốc. Tất nhiên là chúng ta có đảng, có quốc hội, có nhà nước, có chính phủ, rồi có mặt trận tổ quốc. Quốc hội là cơ quan lập pháp do dân bầu lên. Chính phủ là cơ quan hành pháp và các bộ ngành trực thuộc về chính phủ. Mặt trận tổ quốc là một cái khối liên minh chính trị, liên hợp các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và các tổ chức của nhân dân nằm hết ở trong khối này. Hay mình nói cách khác là cái khối đại đoàn kết dân tộc. Đôi khi mình không có nắm được cái trình tự này nên rồi giới thiệu theo cảm hứng, giới thiệu theo cảm hứng. Hay là người ta ghi tên danh sách cho mình á, cứ ghi ở đâu mình đọc đó, mình không có nắm được những cái trình tự nên rồi mình thiếu cái sự trọng thị, thiếu sự trọng thị. Hồi nãy nó có một cái vai trò của người dẫn chương trình, nó có một cái từ là cái gì, là phát ngôn viên, phải không ạ? Phát ngôn viên, phát ngôn viên nó là cái gì? Phát ngôn viên là một người đại diện cho một tổ chức hay một cá nhân để nói lên tiếng nói chính thức của tổ chức đó, của cá nhân đó. Trong một cái khoảnh khắc nào đó, người dẫn chương trình ít nhiều có thể phát ngôn viên. Tiếng nói của người dẫn chương trình trong một góc độ nào đó cũng được hiểu là phát ngôn viên. Phát ngôn viên hiện nay của Việt Nam là ai? Chị Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Đó được gọi là tiếng nói chính thức của nhà nước Việt Nam. Tất cả mọi sự kiện về đối nội, đối ngoại thì chị Hằng phát biểu, được coi đó là tiếng nói chính thức. Cho nên phát ngôn viên, một từ phổ thông nhất mà chúng ta thường gặp đó là cái từ gì? Mới vừa nói xong á, sứ ngôn viên. Sứ ngôn viên. Vậy thì sứ là gì và ngôn là gì? Ngôn thì đơn giản rồi, nói năng, phát biểu. Sứ đây người ta cũng được hiểu là nói to, nói rõ. Nhưng mà một cái sứ mà trong trường hợp này nó là gì? Bất đắc ca vũ sướng kỵ, bất vãng quan thính. Vậy thì cái từ sướng đó là gì? Là ngâm, là vịnh, là ca, là sướng, phải không? Người dẫn chương trình cần có một chất giọng và phải biết sướng. Phải biết sướng, cụ thể là sướng lễ. Chỉ cần cất giọng lên thôi là cái không khí nó sẽ như thế nào rồi, phải không? Cất giọng lên thôi,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó có chất thiền, và cái sướng, cái điệu nó âm vang đó, nó làm cho cái không gian trang nghiêm và tĩnh lặng. Một hội nghị sướng lễ nó như thế, một tang lễ chúng ta cũng sướng lễ như thế. Khi mà một tang lễ, cái chất ai nó phải như thế nào, và cái điệu của một tang lễ nó phải ra sao. Nhưng tâm kinh lễ từ lâm tế chánh tông tứ thập nhất thế. Người ta nghe nó lắng xuống. Nhiều lúc đi đến những tang lễ, nhất tâm đánh lễ. Tôi dòm qua thử cái nắp áo quan nó có bật dậy không. Sướng ngôn viên. Và có một từ hồi nãy chúng ta bắt gặp, đó là gì? Diễn viên đặc biệt. Diễn viên đặc biệt là gì? Trong một chương trình như vậy, ca sĩ ra hát một bài, hai bài, ba bài đi vô. Còn chương trình này ai xuất hiện nhiều nhất? Nếu một chương trình 15 tiết mục thì người dẫn chương trình xuất hiện ít nhất là 16, 17, 18 tiết mục. Cho nên diễn viên đặc biệt. Vì vậy mà phong thái phải làm sao để cho nó linh hoạt, nó bớt chán. Càng về cuối làm ơn làm phước bớt nói giùm em đi. Nói nhiều người ta chán lắm. Thứ hai nữa là cái gì? Diễn viên đặc biệt là tại sao gọi là diễn viên đặc biệt? Vì người và cho người. Người dẫn chương trình là vì cái người này diễn thuyết, cho nên ta mới xuất hiện để ta nói cho người đó nghe. Chứ không phải vì ta. Ta cứ ngỡ mình là nhân vật chính. Thực ra không phải. Mình hãy vì cái hòa thượng đó đó. Mình hãy vì cái ni trưởng đó đó. Hãy nhớ cho cái công thức này, vì người cho người. Không phải mình đâu. Mà rõ ràng người dẫn chương trình là một người tỏa sáng, phải không? Tỏa sáng như cái hoa này vậy đó. Tỏa sáng như cái hoa này, thưa thật. Nhưng xin thưa quý Tôn Đức, có phải quý Tôn Đức đến đây để rồi ngắm cái hoa không? Tại chùa quý Tôn Đức hoa còn nhiều hơn và đẹp hơn. Nếu mà để đến ngắm hoa này, không phải. Cái hoa này nó làm cho lộng lẫy cái nơi này. Nhưng mà tại sao có cái hoa này? Là bởi vì có bàn chứng minh, có bàn chủ tọa, có quý khách và có rất đông đảo. Chúng ta có mặt ở đây là để coi cái sự kiện này nó lớn lao thế nào, tầm vóc ra sao, những nhân vật nào quan trọng để tham dự. Phải không? Trên cái hoa này là nó là vì cái lễ hội này, nó vì tô điểm cho các bậc ngồi ở đây. Phải không? Nhưng nếu đi sâu thêm một cấp nữa để ta thấy là đến để mà gặp cái vị này là một cái bước vinh dự rồi. Nhưng một cái nữa là để lắng nghe Ngài phát biểu cái gì, Ngài nói cái gì, và cái diễn tiến của không gian cái hội trường này nó là cái gì. 4 ngày tổ chức lễ, cái hoa này có mặt đúng 4 ngày. Toàn bộ chương trình của buổi lễ, người dẫn chương trình là xuyên suốt luôn. Nhưng hãy nhớ, đừng vì người dẫn chương trình, đừng vì ta, mà hãy nhớ vì người và cho người.